Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ thông báo cho những người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 đến ngày 28 tháng 8 năm 2021 khẩn trương đến trạm y tế để khai báo y tế. Một các địa điểm thuộc của Ninh Kiều gồm số 75 trên 35 trên 27 trên 6A, đường Trần Phú, Tổ 6, phường Cái Khế, số 138 trên 96, đường Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, số 196E trên 6, khu Dược 2, phường An Bình, Số 9A trên 1A trên 3A khu vực 5 Phường An Bình Số 361 trên 9 đường Nguyễn Giang Cường Nối Dài khu vực 6 Phường An Bình Nhà trọ HB hẻm 388 đường Nguyễn Giang Cường Nối Dài Phường An Khánh Số 9 trên 4 đường Tầm Du Phường Hưng Lợi 2. Các địa điểm thuộc quận Bình Thủy gồm số 35 trên 5 khu vực 1 Phường Bình Thủy Số 63 trên 7 khu vực 2 Phường Bình Thủy khu vực 6 Phường Bình Thủy Số 212 trên 8 khu vực Bình Chánh Phường Long Hòa số 248 trên BT khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền. Ba các địa điểm thuộc quận Thốt Nốt gồm khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt.